Ngày 5 tháng 12, thứ ba tuần 1 mùa vọng. Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha ta đã trao phó cho ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai ngoài Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy. Vì chưng ta bảo các con, có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe mà chẳng được nghe. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Khiêm nhượng hiền lành để đón Chúa đến. Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần. Tiên tri Isaiah nói về Chúa Giêsu: Ngày ấy, từ gốc Giê-xê sẽ đâm ra một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức. Và thần ấy sẽ làm cho ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng ngài sẽ lấy đức công bình mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Tin mừng cho biết Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần. Người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Quả thực, Chúa Giêsu đã đến với người nghèo khó, hiền lành khiêm nhường, đơn sơ, vì đó là điều đẹp ý Chúa Cha, đấng quyền năng, có thể phạt tội con người đời đời kiếp kiếp, nhưng lại khiêm nhường vì xót thương con người, nên sai con một của mình xuống thế, theo con đường khiêm nhường hiền lành ấy. Quyền năng nhưng khiêm nhường để xót thương, đó là quyền năng chỉ có nơi Thiên Chúa. Chúa muốn các gia đình sống hiền lành khiêm nhường mà đón nhận và sẻ chia lòng thương xót của người cho mọi người. Chính đức khiêm nhường hiền lành của Chúa Giêsu mang lại cho trần gian một cuộc sống hòa bình tuyệt đẹp của cõi trời thiêng thánh. Cảnh hòa bình của người khiêm nhường hiền lành được ví von trong sách Isaiah rằng: Sói sống chung với con chiên, bèo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau, con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống khiêm nhượng hiền lành để được Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn, ngự vào nhà và chúc phúc cho cuộc sống gia đình an vui, thánh thiện. Amen. Đấng đáng kính Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nói: Con hãy là hy vọng giữa một thế giới vô vọng. Vâng, chính Ngài đã sống niềm hy vọng tuyệt vời là sống với Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh. Trong đau khổ, Ngài nhìn thấy vinh quang. Trong tù đầy, Ngài nhìn thấy cánh đồng truyền giáo mới. Trong tủ nhục, Ngài nhìn thấy Thiên Chúa được vinh danh. Trong những mất mát, Ngài nhìn thấy điều tồn tại vĩnh cửu. Lạy Chúa, sống mùa vọng, xin cho các gia đình luôn lắng nghe và sống lời Chúa dạy, để thắp lên trong lòng mình niềm hy vọng bình an hạnh phúc nơi Thiên Chúa, và thắp lên trong lòng mọi người ngọn lửa đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Amen.
thời gian trôi.